chào quý vị và các bạn lại đến với kênh YouTube của Điện Máy Ruby. Hôm nay thì giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu Lionjay 30 đời, đồng bộ từ neo dòng cao cấp nhất mẫu năm 2022 mới nhất bây giờ. Thì hôm nay cho lên mẫu để giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn. Như đầu video thì mình có để cái ruột gan chi tiết. Thì cái loa Lionjay này công suất của nó rất là lớn. Loa hỏa tiễn chưa chắc đã sánh được đâu như quý vị và các bạn. Đó, dòng này là dòng neo cao cấp bát. Một củ bát của nó công suất đã 600W một cái rồi. Tổng công suất của cái loa này ở chế độ 8 ohm là 700W một cái loa như quý vị và các bạn. Đấy, dòng Lionjay mẫu mới nhất năm 2020, thương hiệu của Ruby. Hoàn toàn đều bên Ruby nhập khẩu về và lắp ráp lại tại thành phố Hồ Chí Minh như quý vị và các bạn. Thì chút xíu nữa sẽ test cụ thể với chất âm để cho quý vị và các bạn cảm nhận rõ chất âm. Một bản remix và một bản nhạc liên khúc bolero. Trong những đợt vừa rồi thì bên mình có đi những dàn ở Bình Phước này, ở Gia Lai này. Đó, về những dòng Lionjay cái mẫu kiểu như vậy. Thì cái mới này thì cái lưới nó hơi khác một chút xíu thôi. Cái lưới hơi khác một chút xíu và cùng kiểu khác một chút xíu. Quý vị và các bạn có nhu cầu lên dàn âm thanh sân khấu, vâng, mỗi bên chỉ cần 3 cái như vậy. Mỗi bên cần 3 cái như vậy. Dưới chơi một cặp sub đơn quay lớn công suất lớn hoặc một cặp sub đôi. Với cái dòng này thì quý vị và các bạn phải đi với cặp sub đôi quay 125 thì mới lại được. Mới lại được như quý vị và các bạn. Nghĩa là mỗi bên 3 cái loa. Mỗi bên 3 cái loa Lionjay 30 và dưới. Phía dưới là mỗi bên là một cái sub đôi quay 125 thì mới lại được ba cái cặp Lionjay này. Với ba cặp Lionjay này và với cặp sub đôi quay 125 thì có thể bao quý khách 500 khách. Với quý khách sử dụng những sân khấu lớn thì thêm cặp monitor nữa rất là tốt. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe nhạc. Ok, mọi thông tin chi tiết xin quý vị và các bạn cứ liên hệ Điện Máy Ruby số 116 đường Lý Văn Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Yeah.